Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Trung tâm Truyền thông Quảng Ninh tối nay thứ Năm ngày 6 tháng 7 với những nội dung chính sau. Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức hội nghị quán triệt triển khai chỉ thị số 23 ngày 25 tháng 5 năm 2023 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong tình hình mới. Quảng Ninh nỗ lực xây dựng và phát triển nông nghiệp hiện đại, xây dựng nông thôn văn minh. Sau tháng đầu năm, thành phố Hạ Long giải ngân 40% kế hoạch vốn đầu tư công, mức cao nhất trong toàn tỉnh. Ngành y tế và các địa phương chủ động phòng chống dịch bệnh tay chân miệng. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức hội nghị quán triệt triển khai chỉ thị số 23 ngày 25 tháng 5 năm 2023 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong tình hình mới. Dự và chủ trì hội nghị có các đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Trần Lưu Quang, Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban Toàn giao thông quốc gia. Hội nghị được trực tuyến tới các địa phương trong cả nước. Dự tại điểm cầu Quảng Ninh có các đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Bùi Văn Kháng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cùng lãnh đạo các sở ban ngành của tỉnh. Sau 10 năm thực hiện chỉ thị số 18 ngày 4 tháng 9 năm 2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa 11 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội đã triển khai đồng bộ các giải pháp, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật về giao thông của người dân có bước chuyển biến tích cực, hạ tầng giao thông được quan tâm đầu tư, tai nạn giao thông giảm cả về số vụ, số người chết và số người bị thương. Để đẩy mạnh công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông đáp ứng yêu cầu tình hình mới, ngày 25 tháng 5 năm 2023, Ban Bí thư đã ban hành chỉ thị số 23 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong tình hình mới. Chỉ thị đặt ra 4 mục tiêu, yêu cầu và 6 nhiệm vụ giải pháp trọng tâm. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh nhấn mạnh, tỉnh Quảng Ninh luôn được các cơ quan trung ương đánh giá là một trong những địa phương đã nghiêm túc quán triệt, triển khai, tổ chức thực hiện hiệu quả chỉ thị số 18 và được minh chứng rõ nét trong hơn 10 năm qua. Tỉnh Quảng Ninh luôn giảm sâu tai nạn giao thông cả về 3 tiêu chí là số vụ, số người chết và số người bị thương. Đây cũng là giai đoạn mà tỉnh Quảng Ninh có những bước tiến đột phá về phát triển, hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông, đảm bảo tiêu chí đồng bộ hiện đại, thúc đẩy liên kết vùng, nội vùng, tạo ra nguồn lực mới, động lực mới cho sự phát triển và tạo điều kiện đi lại thuận lợi, an toàn cho nhân dân. Bằng nội lực của địa phương kết hợp với việc đa dạng các hình thức đầu tư, tỉnh đã hoàn thành 176 km đường cao tốc, nâng cấp cải tạo 130 km quốc lộ, 66 km tỉnh lộ, hệ thống đường huyện, đường đô thị, đường giao thông nông thôn miền núi được cải tạo nâng cấp. Quảng Ninh là địa bàn có hoạt động kinh tế sôi động, đặc biệt là lĩnh vực du lịch, dịch vụ. Đồng nghĩa với đó là lưu lượng phương tiện giao thông lớn ở tất cả các loại hình giao thông vận tải. Việc đảm bảo trật tự an toàn giao thông được xác định là nhiệm vụ trọng tâm thường xuyên hàng ngày của các cấp các ngành, trước hết là của người đứng đầu cấp ủy chính quyền các cấp. Lực lượng công an, giao thông là nòng cốt. Đảm bảo trật tự an toàn giao thông không chỉ mang lại bình yên hạnh phúc cho nhân dân mà còn là tiêu chí để thu hút đầu tư, thu hút khách du lịch. Đối với chỉ thị 23, tỉnh Quảng Ninh đã xây dựng kế hoạch cụ thể để thực hiện nghiêm túc, trong đó tiếp tục tập trung đầu tư hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông ở cấp huyện, cấp xã, nhằm khai thác đồng bộ với hệ thống cao tốc, quốc lộ, tỉnh lộ, đảm bảo trật tự an toàn giao thông ở các địa bàn trọng điểm về du lịch. Xây dựng hình ảnh du lịch Quảng Ninh an toàn, thân thiện, quan tâm điều kiện, phương tiện, trang thiết bị cho lực lượng trực tiếp làm nhiệm vụ đảm bảo an toàn giao thông từ tỉnh tới cơ sở. Bên cạnh hệ thống giao thông tốt, tỉnh cũng chú trọng nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ đảng viên và nhân dân trong tham gia giao thông. Mục tiêu là tiếp tục kéo giảm cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết và số người bị thương. Kết luận hội nghị, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đề nghị các cấp các ngành từ trung ương đến địa phương khẩn trương tổ chức quán triệt, cụ thể hóa chỉ thị 23 của Ban Bí thư vào tình hình thực tiễn, nhất là nêu cao vai trò trách nhiệm, tính gương mẫu của cán bộ đảng viên, nhất là người đứng đầu trong quá trình thực hiện. Nghiêm cấm mọi hành vi can thiệp, tác động trong xử lý vi phạm giao thông, phát triển kết cấu hạ tầng giao thông, tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ,
hợp tác quốc tế trong lĩnh vực giao thông, tiếp tục hoàn chỉnh quy hoạch kết nối đồng bộ hệ thống giao thông trong tổng thể quy hoạch phát triển kinh tế xã hội, lồng ghép nội dung về bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong quy hoạch đảm bảo khả thi và an toàn. Chiều nay, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức hội nghị giao ban làm việc với Ban dân vận Tỉnh ủy, chính quyền lực lượng vũ trang trên địa bàn, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội, cơ quan đơn vị liên quan về tình hình nhân dân và công tác dân vận 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023. Đồng chí Trịnh Thị Minh Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chủ trì. 6 tháng đầu năm, các cơ quan đơn vị tiếp tục có sự đổi mới trong triển khai thực hiện công tác dân vận, kịp thời cụ thể hóa, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương và của tỉnh về công tác dân vận, tích cực trong chỉ đạo công tác dân vận chính quyền, nhất là cải cách hành chính, tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo với mục tiêu 3 tăng, 3 giảm và 3 không, lấy niềm tin sự hài lòng của người dân là thước đo và mục tiêu để phấn đấu. Công tác dân vận của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội tiếp tục có sự đổi mới trong hoạt động, nhất là trong công tác tuyên truyền vận động, tạo sự đồng thuận của nhân dân trong giải phóng mặt bằng, huy động các nguồn lực xã hội, xóa nhà ở tạm, nhà rột nát trên địa bàn tỉnh. Trong công tác giám sát phản biện xã hội, chú trọng lựa chọn các nội dung liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích của người dân để tổ chức thực hiện. Các phong trào thi đua, các cuộc vận động, nhất là phong trào thi đua đặc biệt chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh đã thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia hưởng ứng, góp phần tích cực vào việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh của tỉnh. Thống nhất cao với các ý kiến tại cuộc họp, đồng chí Trịnh Thị Minh Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, biểu dương, ghi nhận và đánh giá cao công tác dân vận của tỉnh đã đạt kết quả đáng khích lệ. Các cơ quan đơn vị, lực lượng đã bám sát chỉ đạo của Tỉnh ủy, nhất là nghị quyết 12 về phương hướng nhiệm vụ năm 2023 và chủ đề công tác năm, nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư và chất lượng đời sống nhân dân để xây dựng kế hoạch, chương trình công tác liên quan đến công tác dân vận phù hợp với tình hình thực tiễn. Đồng chí cũng chỉ rõ một số nhiệm vụ trọng tâm công tác dân vận 6 tháng cuối năm, phải tiếp tục tăng cường đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới, góp phần thực hiện hiệu quả chỉ thị số 33 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục tăng cường và đổi mới công tác dân vận của cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới, đổi mới hình thức nội dung tuyên truyền, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chủ động nắm bắt tình hình, định hướng dư luận, thực hiện tốt phương châm tuyên truyền rộng, vận động sâu, cán bộ đi đầu và nhân dân hưởng ứng, thường xuyên nắm chắc tình hình địa bàn, chủ động trong mọi tình huống, không để xảy ra đột xuất bất ngờ, tiếp tục nâng cao chất lượng hiệu quả trong giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo từ cơ sở, không để né tránh đun đẩy trong đối thoại giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo, nâng cao hiệu quả công tác dân vận của lực lượng vũ trang và trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào theo tôn giáo, đặc biệt ở các xã biên giới hải đảo, kịp thời tham mưu cấp ủy chính quyền chỉ đạo giải quyết những vấn đề bức xúc, kiến nghị của nhân dân ngay từ cơ sở, tạo sự đồng thuận, củng cố và tăng cường niềm tin của nhân dân với các cấp ủy đảng chính quyền, thực hiện hiệu quả thực chất các loại hình quy chế dân chủ ở cơ sở, tăng cường công tác kiểm tra giám sát và nâng cao chất lượng tính hiệu quả, tính phát hiện trong kiểm tra giám sát. Trong hai ngày hôm nay và ngày mai tại trường đào tạo cán bộ Nguyễn Văn Cừ, trường cán bộ thanh tra thuộc thanh tra chính phủ phối hợp với thanh tra tỉnh Quảng Ninh tổ chức lớp bồi dưỡng kỹ năng tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại tố cáo, phòng chống tham nhũng tiêu cực, thực hiện dân chủ cơ sở và thanh kiểm tra nội bộ năm 2023. Dự phát biểu tại lễ khai giảng, đồng chí Cao Tường Huy, quyền chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nhấn mạnh, tỉnh Quảng Ninh luôn quan tâm chỉ đạo xác định công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại tố cáo, công tác phòng chống tham nhũng là nhiệm vụ trọng tâm của mỗi cấp ngành. Công tác này thời gian qua có nhiều chuyển biến tích cực, việc duy trì lịch tiếp công dân chung cho cả cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã được thực hiện nghiêm túc. Cơ bản, các đề nghị khiếu nại tố cáo của công dân được xem xét giải quyết kịp thời đúng quy định của pháp luật, số vụ khiếu nại tố cáo tồn đọng kéo dài cơ bản đã được giải quyết, không có điểm nóng. Thông qua lớp bồi dưỡng lần này nhằm nâng cao kỹ năng cho cán bộ công chức ngành thanh tra và cán bộ ban tiếp công dân 13 địa phương trong tỉnh thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ công tác trong thời gian tới. Chiều nay, Ủy ban nhân dân tỉnh họp đánh giá kết quả thực hiện chỉ đạo của tỉnh về nuôi trồng thủy sản, công tác làm sạch môi trường biển và chuyển đổi vật liệu nổi gắn với thực hiện chỉ thị số 13 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường công tác quản lý và phát triển bền vững nuôi trồng thủy sản trên biển tỉnh Quảng Ninh. Hiện toàn tỉnh có trên 45.900 ha nuôi trồng thủy sản. Các địa phương đã xác định được các vùng, tiểu vùng có tọa độ khép góc và xác định được đối tượng nuôi chính. Trong công tác chuyển đổi vật liệu nuôi trồng thủy sản, toàn tỉnh có trên 6,1 triệu phao xốp và đến nay đã xử lý chuyển đổi trên 5,9 triệu phao xốp, trong đó các địa phương có tỷ lệ chuyển đổi cao là Vân Đồn và Cẩm Phả. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vũ Văn Diện đề nghị các địa phương nghiêm túc triển khai chỉ thị số 13 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức của hộ nuôi trồng thủy sản về việc chuyển đổi vật liệu nuôi trồng, đảm bảo giữ gìn môi trường cũng như xử lý nuôi trồng trái phép. Các địa phương sở ngành tập trung hoàn thành quy hoạch, xác định các nguyên tắc tiêu chí để các đối tượng nuôi mới được thúc đẩy phát triển sản xuất,
phát huy thế mạnh về phát triển kinh tế biển. Trong tháng 7, các địa phương phải hoàn thành việc phê duyệt quy hoạch nuôi trồng thủy sản. Tối qua tại khu Liên hợp Thể thao tỉnh Quảng Ninh diễn ra khai mạc giải vô địch bóng bàn quốc gia báo Nhân dân lần thứ 41 Cúp Petro Việt Nam năm 2023. Đến sự có đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Tổng biên tập báo Nhân dân, đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh. Giải vô địch bóng bàn quốc gia báo Nhân dân lần thứ 41 Cúp Petro Việt Nam do báo Nhân dân phối hợp với Tổng cục Thể dục Thể thao, Liên đoàn bóng bàn Việt Nam và Sở Văn hóa Thể thao tỉnh Quảng Ninh tổ chức. Giải có số lượng vận động viên và số đoàn tham dự đông nhất từ trước đến nay với 174 vận động viên thuộc 20 đoàn bóng bàn của các tỉnh, thành phố, ngành, câu lạc bộ trong cả nước, trong đó có các tuyển thủ quốc gia vừa thi đấu tại SEA Games 32. Tại giải lần này, Quảng Ninh có 4 câu lạc bộ tham gia. Giải đấu góp phần động viên thúc đẩy phong trào tập luyện thể thao nói chung, bóng bàn nói riêng của cả nước, là cơ sở để Tổng cục Thể dục Thể thao và Liên đoàn bóng bàn Việt Nam tuyển chọn vận động viên dự các giải thi đấu quốc tế. Giải sẽ bế mạc và trao giải vào ngày 9 tháng 7. Việc phối hợp tổ chức giải vô địch bóng bàn quốc gia báo Nhân dân lần thứ 41 tại Quảng Ninh không chỉ tiếp tục khẳng định chất lượng cơ sở tầng thể thao của tỉnh mà còn là cơ hội giới thiệu với bạn bè trong nước và quốc tế về vùng đất con người Quảng Ninh. Qua nửa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 15, trong bối cảnh có nhiều khó khăn thách thức bởi dịch bệnh COVID-19 kéo dài, giá cả biến động gây bất lợi cho sản xuất nông nghiệp. Song với sự chủ động từ xa từ sớm và dự báo sát tình hình của lãnh đạo tỉnh cùng sự đồng lòng của nhân dân, ngành nông nghiệp Quảng Ninh đã quyết liệt triển khai vượt qua khó khăn, tổ chức thắng lợi nhiều nhiệm vụ trong nửa đầu nhiệm kỳ của đại hội. Bắt tay vào tổ chức thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 15, trong đầu nhiệm kỳ, ngành nông nghiệp Quảng Ninh đối mặt với rất nhiều khó khăn. Đặc biệt trong bối cảnh dịch COVID-19, cao điểm, nhiều nông sản của tỉnh Quảng Ninh rơi vào tình trạng rớt giá do không thể tiêu thụ. Hoạt động xuất nhập khẩu cũng ngưng trệ. Chính vì thế, tỉnh Quảng Ninh đã linh hoạt hỗ trợ người dân và doanh nghiệp tiêu thụ, kêu gọi người dân địa phương sử dụng các sản phẩm nông sản của địa phương, trực tiếp hỗ trợ bà con sản xuất nông nghiệp. Cùng với việc gỡ khó cho ngành nông nghiệp để đảm bảo sự phát triển bền vững của ngành, đặc biệt là phát triển nông nghiệp công nghệ cao như nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 15 đã xác định. Tỉnh đã đẩy nhanh cơ cấu lại ngành nông nghiệp, phát triển toàn diện cả về nông lâm nghiệp và thủy sản theo hướng hiện đại. Gắn kết chặt chẽ giữa phát triển dịch vụ, công nghiệp và nông nghiệp và lợi thế của thị trường để thúc đẩy chuyển dịch mạnh mẽ cơ cấu kinh tế nông thôn và tái cơ cấu nông nghiệp. Lĩnh vực lâm nghiệp được quan tâm chỉ đạo và có nhiều bứt phá. Với việc triển khai hiệu quả nghị quyết số 19 về phát triển lâm nghiệp bền vững tỉnh Quảng Ninh đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 đã tạo ra sức sống diện mạo mới cho lâm nghiệp. Hàng nghìn hecta cây lim rổi lát đã được trồng mới, không chỉ mang lại sinh kế bền vững mà còn góp phần thay đổi tư duy sản xuất của người dân. Diện tích trồng rừng tập trung hàng năm của tỉnh đều đạt và vượt kế hoạch đề ra trên 12.000 hecta một năm. Năm 2020 đạt được 11.020 hecta, để hết năm 2022 đã tăng lên 13.336 hecta. Tỷ lệ che phủ rừng toàn tỉnh duy trì đạt 55% và cao hơn mặt bằng chung của cả nước. Bà con nhân dân này cũng rất là hưởng ứng trong cái cây gỗ lớn, thì bảo vệ cái thứ nhất là bảo vệ được môi trường và bảo vệ được cái nguồn sinh thủy và quả cái những cái xói mòn đất và không có cái nước lũ xảy ra nhiều, lũ quét xảy ra nhiều, lũ ống lũ quét xảy ra nhiều. Ở đây là một cái chủ trương tôi cho rằng là rất là phù hợp trong cái giai đoạn hiện nay khi mà chúng ta tập trung để phát triển rừng, đặc biệt là phát triển những rừng gỗ lớn. Ở đây là cái điều kiện để chúng ta bảo vệ môi trường gắn với lại phát triển kinh tế rừng, nâng cao cái thu nhập cho các hộ dân, đặc biệt là đối với những cái địa phương mà ở khu vực biên giới hải đảo. Trong lĩnh vực nuôi trồng thủy sản, với việc thực hiện chỉ thị số 13 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát triển bền vững nuôi trồng thủy sản trên biển, đã không chỉ lập lại trật tự, chuyển đổi sang sử dụng các vật liệu thân thiện với môi trường vào nuôi trồng thủy sản, mà còn là cơ sở để các doanh nghiệp đẩy mạnh đầu tư phát triển các cơ sở sản xuất nuôi trồng bền vững. Đặc biệt, tỉnh đã đảm bảo đáp ứng 100% nhu cầu tôm giống trên địa bàn. Tổng sản lượng thủy sản tăng dần qua các năm, trung bình đạt trên 151.000 tấn một năm. Thực hiện chỉ thị 13 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh, thì trong cái thời gian vừa qua thì thành phố Cẩm Phả đã quyết liệt chỉ đạo các cái lực lượng ra quân để lập lại trật tự tuyến biển,
đặc biệt là đến ngày 30 tháng 4 đã xử lý dứt điểm toàn bộ 77 hộ nuôi trồng thủy sản trái phép và chỉ đạo đối với lại các cái vùng quy hoạch của thành phố để các cái hộ dân được giao mặt nước để chuyển đổi phao xốp sang phao quy. Lĩnh vực trồng trọt, ngành đã hướng dẫn các địa phương chuyển đổi đất canh tác kém hiệu quả sang các cây trồng khác có thu nhập cao hơn, gắn với xây dựng mã số vùng trồng, đảm bảo duy trì diện tích đất nông nghiệp được tưới tiêu chủ động và tăng dần qua các năm, từ 82% năm 2020 đến nay đã đạt 87,3%. Tiếp tục đẩy mạnh cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp và đưa những giống lúa chất lượng có giá trị vào sản xuất lúa gạo chất lượng cao theo hướng Việt Gáp, hình thành những vùng chuyên canh chất lượng cao. Chính môi trường đầu tư thuận lợi của tỉnh Quảng Ninh và định hướng rõ nét ngành nông nghiệp đã tạo niềm tin để chúng tôi quyết định đầu tư nhà máy chế biến và kho bảo quản nông sản tại thị xã Đông Triều. Tháng 5 năm 2022, chúng tôi chính thức vận hành dây chuyền sản xuất 11 sản phẩm chế biến từ nông sản để xuất khẩu đi Hàn Quốc và hiện nay tiếp tục mở rộng thị trường Nhật Bản, Trung Quốc, Mỹ và Úc. Ở đây, toàn bộ nguồn nguyên liệu đầu vào phục vụ nhà máy sản xuất đang được công ty liên kết với nông dân và hợp tác xã trên địa bàn cung ứng lâu dài. Qua nửa nhiệm kỳ, toàn ngành nông nghiệp đã có 7 trên 8 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch. Cơ cấu ngành trong cơ cấu GDP toàn tỉnh giảm dần qua các năm, đảm bảo theo đúng nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 15, từ 6,1% năm 2020 đến hết năm 2022 còn 5,2%. Tốc độ tăng trưởng của ngành duy trì ổn định ở mức tăng trưởng khá trong từng năm. Trung bình giai đoạn từ 2020 đến 2022 đạt 5%, đạt ở mức cao so với nghị quyết. Giá trị sản xuất toàn ngành đến năm 2022 đã đạt trên 14.550 tỷ đồng, tăng 11% so với năm 2020. Diện mạo nông thôn có nhiều đổi mới, khang trang, đời sống người dân nông thôn không ngừng được nâng cao. Hết năm 2022, thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn đạt 54,4 triệu đồng một người một năm, tăng 8 triệu đồng so với năm 2020. Nửa nhiệm kỳ còn lại, chúng tôi cũng đã điều chỉnh cái xây dựng cái kế hoạch phát triển ngành. Trong đây thì tập trung vào mấy cái việc. Việc thứ nhất là phải nâng cao cái chất lượng xây dựng nông thôn mới, các chỉ tiêu, tiêu chí. Thứ hai nữa là cái phát triển sản xuất cho người dân và tổ chức, thu hút đầu tư vào lĩnh vực chế biến sâu cái gỗ rừng trồng ở trên địa bàn của tỉnh, gắn với nó là cấp chứng chỉ rừng bền vững FSC. Thứ hai nữa là phát triển cái cây dược liệu ở dưới tán rừng. Lĩnh vực thủy sản ấy, thì rà soát quy hoạch lại vùng nuôi và xác định loài nuôi, nâng cao cái giá trị cái nuôi trồng thủy sản. Với những nỗ lực trong tổ chức thực hiện nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh trong nửa đầu nhiệm kỳ sẽ là tiền đề thúc đẩy ngành nông nghiệp Quảng Ninh tiếp tục vươn lên, hoàn thiện thắng lợi các chỉ tiêu đề ra, xây dựng và phát triển nông nghiệp hiện đại, nông thôn văn minh. Là địa phương được giao tổng kế hoạch vốn lớn nhất tỉnh, kết thúc 6 tháng đầu năm, thành phố Hạ Long đã giải ngân được 40%. So với các địa phương trong tỉnh, đây cũng là địa phương có tỷ lệ giải ngân cao nhất và hơn trung bình chung của cả tỉnh. Thành phố phấn đấu đến hết quý 3 hoàn thành giải ngân 80% kế hoạch vốn giao. Dự án cải tạo nâng cấp mở rộng đoạn từ nút giao cầu vượt cao tốc Hạ Long Vân Đồn tại thôn Trại Me, xã Sơn Dương đến thôn Đồng Trà, xã Đồng Lâm, dài trên 10 km, có tổng mức đầu tư gần 813 tỷ đồng nhằm tăng cường kết nối các xã vùng cao của Hạ Long với khu vực trung tâm đô thị thành phố. Để đảm bảo giải ngân vốn đầu tư công đã được phân bổ cho dự án, ngoài huy động nhân lực, thiết bị vượt so với hồ sơ dự thầu, các đơn vị tại đây đang tranh thủ thời tiết thuận lợi đẩy nhanh tiến độ thi công. Hiện khối lượng đào đắp cân bằng toàn dự án đã đạt trên 90%. Công trường chúng tôi đã huy động toàn bộ nhân lực, máy móc, thiết bị đã vượt máy so với dự kiến của hồ sơ thầu. Chúng cũng đảm bảo làm sao trong quá trình hiện tại công trường đang có ra bay lớp 1. 15 tháng 7 này thì hoàn thiện hết bay lớp 1 và cuối tháng 7 này thì cũng hoàn thành hết lớp 2 để tiến đầu thảm. Dự án này thì gồm có hai gói thầu, tức là gói thầu 23 là về đường và gói thầu 24 là về cầu. Thì hiện nay đối với phần đường thì dưới sự chỉ đạo quyết liệt của ban quản lý và các bên thì đã giải ngân được 60% và về phần cầu là 79% thì cũng đạt được cái mục tiêu kế hoạch đề ra. Các dự án chuyển tiếp do thành phố Hạ Long làm chủ đầu tư hiện đều có tiến độ thi công và giải ngân đảm bảo kế hoạch. Các dự án mới năm 2023
cũng đang được gấp rút hoàn thiện hồ sơ, chuẩn bị khởi công. Với tổng vốn phân bổ năm 2023 trên 2.100 tỷ đồng, thực hiện 95 dự án. Hết 6 tháng đầu năm, Ban Quản lý Dự án thành phố Hạ Long đã giải ngân hơn 840 tỷ đồng, đạt 40% kế hoạch. Chúng tôi sẽ tích cực đẩy nhanh các công trình dự án mới, khởi công mới, đặc biệt là những công trình mà giao thông động lực và các công trình mà xây dựng các công trình trường học cũng như các trụ sở, phối hợp các sở ban ngành để tháo gỡ các vướng mắc, đặc biệt là nguồn nước đắp cũng như là nguồn đổ thải, cũng tranh thủ thời tiết thuận lợi để tăng cường cán bộ nhân viên giám sát, một mặt là đẩy nhanh tiến độ thi công, một mặt vẫn đảm bảo chất lượng công trình để hoàn thành cùng với nhà thầu hoàn thành các hồ sơ để đáp ứng được cái mục tiêu là 30 tháng 9 thì chúng tôi phấn đấu đạt khoảng 80% kế hoạch vốn đầu ra. Kết quả tỷ lệ giải ngân nguồn vốn đầu tư công trong 6 tháng đầu năm là tiền đề quan trọng để thành phố Hạ Long đẩy nhanh thi công các dự án trong 6 tháng cuối năm, qua đó đảm bảo hiệu quả sử dụng ngân sách nhà nước, phục vụ nâng cao đời sống nhân dân. Dịch bệnh tay chân miệng đang diễn biến phức tạp tại nhiều địa phương trong cả nước. Tại Quảng Ninh, không chủ quan trước nguy cơ dịch bệnh, các biện pháp phòng chống đang được tích cực triển khai. Hơn một tháng nay, Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh tiếp nhận điều trị gần 10 bệnh nhi mắc tay chân miệng. Nhiều trường hợp trong số này dương tính với virus EV71, không có triệu chứng điển hình, không có các nốt bóng nước đặc trưng của tay chân miệng. Nghĩ là sốt thông thường thì cho cháu vào nhập viện thì bác sĩ cũng chẩn đoán là chân tay miệng. Rồi điều trị thì đến ngày hôm nay là cũng dứt điểm rồi. Đợt này thì chúng tôi thấy là có cái virus EV71 dương tính khá là nhiều, làm cho các cháu sốt kéo dài ngày hơn so với lại cả các loại virus khác, cộng với lại cả quấy khóc và giật mình rất là nhiều. Từ đầu tháng 6 đến nay, các địa phương trong tỉnh ghi nhận 17 ca mắc tay chân miệng đều ở mức nhẹ. Tỉnh đã sớm ban hành văn bản chỉ đạo các địa phương tăng cường phòng chống tay chân miệng, tập trung vào tuyên truyền cách phòng tránh, phát hiện ca mắc ngay tại gia đình và các cơ sở giáo dục mầm non. Các đơn vị y tế giám sát chặt chẽ, kịp thời phát hiện các ca mắc mới để khoanh vùng, không để lây lan thành dịch. Việc đầu tiên thì chúng tôi cũng xây dựng những cái kế hoạch làm sao phù hợp với lại cái điều kiện thực tế nhà trường. Cái thứ hai là chúng tôi đã tập huấn và cũng là hướng dẫn các đội ngũ giáo viên, nhân viên thực hiện tốt công tác, đặc biệt là công tác vệ sinh. Tới thời điểm hiện tại thì trạm y tế phường Đại Yên cũng đã ghi nhận có 2 trường hợp mắc tay chân miệng ở trên địa bàn. Và ngay khi mà nhận được cái thông tin của các trường hợp các cháu bị mắc tay chân miệng thì trạm y tế phường cũng đã tham mưu ngay cho ban chỉ đạo và xây dựng cái kế hoạch phòng chống bệnh tay chân miệng, tăng cường cái công tác tuyên truyền, công tác giám sát dịch bệnh tay chân miệng để hạn chế một cách tối đa các cái ca bệnh lây nhiễm trong cộng đồng. Theo Bộ Y tế, virus EV71 gây bệnh tay chân miệng có độc lực cao, dễ biến chứng nguy hiểm, ảnh hưởng tới hệ thần kinh, gây suy tim, suy hô hấp, thậm chí tử vong nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời. Tiếp theo là một số tin tức đáng chú ý khác. Sáng nay, lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và đại diện các tổ chức chính trị xã hội tỉnh Quảng Ninh dự hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 5 năm thực hiện nghị quyết liên tịch 403 về giám sát phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Phát huy kết quả đạt được 5 năm qua, thời gian tới, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên tiếp tục nghiên cứu, quán triệt sâu sắc các văn bản chỉ đạo của Đảng, pháp luật của nhà nước, làm tốt công tác tham mưu tuyên truyền, làm tốt công tác giám sát phản biện xã hội, trong đó đổi mới phương thức hoạt động trên cơ sở lấy dân là gốc, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Sáng nay, Ban Dân vận Tỉnh ủy kiểm tra kết quả 10 năm thực hiện nghị quyết 25 năm 2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 11 và 5 năm thực hiện kết luận 43 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện nghị quyết 25 tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Đoàn kiểm tra đánh giá cao những kết quả của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, đề nghị Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tiếp tục giữ vững mối liên hệ mật thiết giữa cấp ủy chính quyền địa phương, phát huy hiệu quả phong trào dân vận khéo, các điển hình tiêu biểu trong công tác dân vận trong tình hình mới. 6 tháng đầu năm nay, công ty trách nhiệm hữu hạn Việt Úc Quảng Ninh và các cơ sở sản xuất giống tôm trên địa bàn tỉnh đã cung cấp cho thị trường trên 500 triệu con giống tôm thẻ chân trắng. Các nhà máy đã thu mua chế biến trên 2.000 tấn và xuất bán tươi sống trên 16.000 tấn tôm thương phẩm. Tại hội nghị sơ kết sản xuất tôm 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm vào sáng nay, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và các hộ sản xuất tôm đã trao đổi, tháo gỡ vướng mắc trong sản xuất tiêu thụ tôm, đặc biệt là đẩy mạnh áp dụng khoa học kỹ thuật vào phòng tránh dịch bệnh trên tôm, bảo vệ hiệu quả kinh tế cho hộ nuôi.
Năm 2023, Quảng Ninh phấn đấu sản xuất gần 27.000 tấn tôm thương phẩm cung cấp cho thị trường trong nước và xuất khẩu. Sở Khoa học và Công nghệ vừa tổ chức hội thảo Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Ninh sau 20 năm đổi mới và chiến lược phát triển công nghệ và đổi mới sáng tạo đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Thảo luận định hướng và giải pháp phát triển kinh tế số, nghiên cứu khoa học đối với phát triển thương mại, nuôi trồng thủy sản trên biển, phát triển các kỹ thuật mới, ngành y tế và thúc đẩy phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn tỉnh Quảng Ninh. Thời gian tới, Sở Khoa học và Công nghệ tiếp tục tập trung nâng cao hiệu quả nghiên cứu khoa học, ứng dụng chuyển giao đổi mới công nghệ, hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số, bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ, xây dựng thương hiệu thích ứng với cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Từ ngày hôm nay, đường bay thủy phi cơ mới Tuần Châu - Cô Tô chính thức mở bán vé. Chặng bay từ cảng tàu khách quốc tế Tuần Châu đến đảo Cô Tô dài 80 km, thời gian bay khoảng 30 phút, giúp du khách tiết kiệm thời gian di chuyển. Từ thủy phi cơ, du khách được ngắm nhìn toàn cảnh Vịnh Hạ Long, Vịnh Bái Tử Long cùng hàng nghìn hòn đảo trên vùng biển Đông Bắc. Mỗi chuyến bay phục vụ tối đa 8 hành khách và không dành cho người dưới 12 tuổi, trên 65 tuổi hoặc khó khăn đi lại. Giá vé một chiều thấp nhất 2,4 triệu đồng một khách. Trong tháng 7, hành khách được ưu đãi giảm 20%. Dịch vụ bay thủy phi cơ Tuần Châu - Cô Tô được đưa vào khai thác sẽ tạo sản phẩm mới hấp dẫn cho du lịch Quảng Ninh. Chương trình thời sự tối nay của Trung tâm Truyền thông Quảng Ninh đến đây xin được kết thúc. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin kính chào tạm biệt.